Ôi đây là Chúa Trời, là Cha yêu dấu của chúng con cảm tạ Ngài đã quy tụ anh em chúng con đến để ca ngợi và chúc tụng ngợi khen Cha. Chúng con tôn vinh Cha. Ôi Cha ơi, cũng cảm ơn Ngài, chúng con cảm tạ Ngài trong mọi sự Ngài đã ban cho chúng con. Tất cả như chúng con có đều là thuộc về Cha, chúng con nhận được thuộc về Cha. Cảm ơn Cha, nay chúng con dâng lên Cha lời ca hát của chúng con. Ca ngợi của chúng con sẽ thấu đến ngai của Cha ở trên trời. Trời, con cảm ơn Cha, con tin rằng cả các thiên sứ đang đồng với chúng con tôn vinh Cha trong lúc này. Cả trên trời đang nhảy múa, đang ca hát của chúng con. Ôi Cha ơi, mời chúng con cảm ơn Ngài. Con tin rằng lời ca ngợi của chúng con sẽ là lời ca ngợi đắc thắng, sẽ hủy diệt Amen. cả những đồn lũy của Satan, đồn lũy của Babylon ở trong dân chúng con, trong con người chúng con, trong anh chị em chúng con. Cảm ơn Ngài. Ôi Chúa Thánh Linh ơi, xin Ngài cùng với chúng con ca ngợi trong lúc này. Xin giúp những bài ca tiếng hát này trong môi miệng chúng con, để chúng con dâng lên Cha tất cả những ý nguyện của chúng con, tấm lòng của chúng con, để tình yêu của Ngài tuôn đổ trên chúng con mãi mãi muôn đời. Cảm ơn Cha, con ngợi khen Cha. Amen. Rồi, mình hát nha. Chúng ta đã chọn con. Con từ trước muôn gian thế, ta đã chọn con từ thời con con ở nơi dân ra, ta con ai con ở giữa trần gian đầy bao thương đau, thế gian đầy sâu tội lỗi của bản đầu. Dài con tình yêu người đang chơi với cô đơn, cô đơn người dưới sự nơi bế đời. Dẫu thế gian muôn nghiệp, cầu thế gian chân với ta trên thập tôi tớ chẳng lớn nhưng dù mình hay thấy vững nơi nơi ta, dù có còn trong thế gian nhưng ta đã thân thương người nào dẫn đi bằng nước mắt sẽ gặp mình hai niềm vui, người nào ra đi đầu đem thắng trong vinh quang, vinh quang có chiến thắng nào có vinh quang nào chứ thương đau, hãy đi muôn đời để chiến yêu cho ta đã gọi con xuống con ra sinh, ta đã chọn con để làm việc thiên đàng, ta đã gọi con xuống dù trong nơi đâu tình yêu ban đầu. Dẫu phải ta biệt xa mẹ cha, mẹ đằng sau mọi ước mọi ước con người ta đi xa nhân gian, không chỉ đời nay đời sau mà ai vẫn hay báo cho trần thế.
Lòng sâu thẳm con xin con đến Chúa, xin diễn lấy thiên nhiên trong lòng này, nguyện thân ngài ơi chúng tôi lòng ơi lòng ơi con. Ôi ngài làm cho chúng con được tươi mới. Mỗi một ngày chúng con được tươi mới trong ngài. Ngài đưa linh hồn chúng con đến với cha, đến chúng con gần đến cha hơn Chúa ơi. Ôi cảm tạ ngài. Ngài dạy cho chúng con mỗi ngày, chỉ dẫn cho chúng con đường lối theo đường lối của ngài, để chúng con không còn đi lạc bước nữa. Chúng con đi theo đường ngay thẳng. Chúng con đi đến với cha của chúng con. Ôi Chúa Thánh Linh ơi, xin cho chúng con biết khiêm tốn để đón nhận ngài sửa dạy chúng con. Ôi mỗi một ngày chúng con được cho chúng con được
mới, chúng con không còn cũ kỹ, chúng con được mới mỗi ngày, bởi vì Ngài là đứng làm cho chúng con được khôn ngoan, Ngài là đứng khôn ngoan lại trong chúng con, Chúa ơi. Ôi, cảm ơn Cha. Trong buổi ngày hôm nay, chúng con cầu nguyện cho dân Israel, lời ăn cả của chúng con. Ôi Chúa, chúng con xin Chúa chúc phước cho người ăn cả của chúng con, chúc phước cho gia đình của họ, cho con cái của họ nữa, Chúa ơi. Ôi Chúa ơi, họ đã tìm kiếm, họ đã đi tìm kiếm luật pháp của Ngài bằng sức của họ. Ôi Chúa ơi, họ không dựa cái sức của Ngài, họ không có tìm vào đức tin của Ngài ban cho họ. Ôi, họ đã bị vấp ngã bởi cái tảng đá, hòn đá, đá tảng góc tường chính là Chúa Giêsu, Chúa ơi. Họ tin xưng, họ khôn ngoan, họ đã kiêu ngạo, họ đã từ chối đứng trước là đứng Messiah của họ, Chúa ơi. Ôi Chúa ơi, xin con tin rằng với thần của Ngài đổ trên họ, làm cho họ được đổi mới tâm trí của họ, đổi mới trí tuệ của họ để họ nhận biết đứng Christ là Messiah của họ, Chúa ơi. Ôi Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Chúng con được Ngài sự dạy chúng con. Chúng con cho chúng con được có cái gương này để chúng con không còn kiêu ngạo nữa. Chúng con không còn tự cao tự đại với bản tính của chúng con. Bởi sự kiêu ngạo thì phải theo sau, Chúa ơi. Ôi Chúa ơi, xin Chúa khiến cho dân Israel quay về với Ngài qua lời của chúng con cầu nguyện, để cầu nguyện cho họ, Chúa ơi. Ôi xin Chúa giúp cho họ và ban phước lành cho họ để họ quay về với Ngài trong giây phút này, qua lời cầu nguyện của chúng con và cầu nguyện đắc thắng, phá đổ đi những bức tường ngăn cách họ với đứng Christ, Chúa ơi. Họ phải quay về với Ngài. Ôi Chúa ơi, chúng con đập phá hết tất cả những Babylon của họ, những thần tượng của họ đang thờ tượng. Ôi chúng con, Chúa, họ đã sai quấy, họ đã thờ phượng sai quấy, họ không tiếp nhận đứng Christ thì họ sẽ bị vấp ngã bởi đứng Christ, Chúa ơi. Ôi Chúa ơi, xin Chúa hãy chúc phước cho họ trong lúc này để họ quay về với Ngài, và chúc phước cho gia anh chị em chúng con được đổi mới đầy tràn đầy tình yêu của Ngài. Ôi, cảm ơn Chúa. Mỗi ngày Chúa sửa dạy cho chúng con cái tính cách của chúng con, để chúng con biết cách con người của chúng con là ai trong Đấng Christ. Chúng con phải biết tất cả những gì mà Chúa đã trao cho chúng con, các dân các nước, để chúng con phải biết nhìn họ là ai trong Đấng Christ. Ôi, cảm ơn Chúa. Chúng con được Ngài sửa dạy cho chúng con mỗi ngày, để chúng con không có tự cao mà khinh rẻ họ nữa. Chúng con yêu thương họ, chúng con ghét những gì mà Chúa ghét. Chúng con ghét Babylon, chúng con ghét tội ở trong họ, nhưng chúng con yêu thương tội nhân như Chúa đã yêu thương tội nhân, Chúa ơi. Chúa đến cùng ăn uống với họ, ăn uống với những người tội nhân, bởi vì Chúa đến những người bệnh hoạn để chữa lành cho họ, bởi vì Chúa là thầy thuốc. Ôi Chúa, không đến với người công chính, đến với người tốt lành, nhưng Chúa đến với người tội lỗi để giúp cứu lấy họ. Nay chúng con được mang danh Chúa, chúng con cũng hãy làm như vậy, Chúa ơi. Chúng con yêu thương tội nhân, chúng con yêu thương những người mà bệnh hoạn để chúng con cứu lấy họ, cứu lấy họ, cứu lấy linh hồn của họ quay về với Ngài, Chúa ơi. Ôi Chúa ơi, đó là chức vụ của chúng con, là chức vụ con trưởng nam, để chúng con phải làm những điều mà Chúa làm. Bởi vì chúng con tin vào Chúa thì Chúa, chúng con sẽ làm đúng điều Chúa làm. Ôi, cảm ơn Chúa, Chúa dạy dỗ cho chúng con mỗi ngày, để chúng con mỗi ngày được tâm trí chúng con phải đổi mới, chúng con phải đổi mới mỗi ngày. Tâm trí của chúng con hãy tập trung vào Chúa, chúng con không có tập trung vào những gì mà ở thế gian này nữa. Ôi Chúa ơi, chúng con hãy làm giàu trong Chúa, chúng con hãy bỏ những gì mà ở thế gian này đã chi phối chúng con hãy quay về với Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa. Xin Chúa chúc phước cho anh chị em chúng con trong ngày hôm nay được đầy dẫy Chúa Thánh Linh. Chúc phước cho chúng con từ trong ra ngoài. Cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm tạ Ngài. Alleluia. Cảm tạ các sư. Cảm ơn em. Ok, lạy Chúa đã chọn con. Ôi, cha ơn cả ngày rất nhiều, cha.
ô và tình yêu của ngài ô tung tràn cho chúng con trả ô qua dòng Israel của ngài trả ô qua anh cả ô của chúng con trời ô qua đấng Christ trả ô bởi ô dân Israel bởi dân lựa chọn của ngài trả ô chúng con nhận được ân điển ô dư dật của ngài trả ô nhờ vào đó mà chúng con được làm vinh hiển danh ngài trả nhờ vào đó mà chúng con học biết được lẽ thật của ngài học biết được ô bản tin của Chúa trả ô để xây dựng ô con người mới của chúng con ngày càng giống ngài trả ô chúng con học được điều rằng ô chúng con hiểu biết ngài nhiều nào trả thì ô chúng con sẽ hoàn thiện bấy nhiêu trả ô cảm ơn rất nhiều Chúa con ô xin ngài giúp đỡ chúng con trời để qua dân Israel ô chúng con học được tất cả những sự dạy dỗ của ngài ô qua lời của ngài trong kinh thánh trả ô qua những bài học của ngài ô qua những sự chữa trị của ngài ô qua những sự chúc phước của ngài qua những cái câu chuyện ô những con người ô những anh hùng đức tin những anh hùng về về những vị tiên tri, những vị sứ đồ, ô những vị vua, ô những vị có quan sát những ngài tế lễ, ô xin ngài giúp đỡ chúng con chơi học cho chúng con học biết lấy tất cả những bản tin của ngài trả, ô ngài, ô bản tin của ngài đó là ô đó là vị vua đó là thầy tế lễ đó là tiên tri, ô xin ngài giúp đỡ chúng con, ô xin ngài hãy bày tỏ ô ngài bày tỏ ngài ngày càng nhiều trên đời sống của chúng con trả, ô cảm ngài rất nhiều Chúa con ơi. Ôn cả ngày rất nhiều ô xin ngài hãy ở cùng với dãy Israel ô là dân mà ô ngài đã chọn từ lúc ban đầu trả ô là những người được Chúa chọn ô vì tổ phụ của họ trả ô vì tổ phụ của họ mà ô họ được chúc phước cho họ được ô ngài chọn và ngài không bỏ họ trả ô qua thế hệ này thế hệ con trả ô ngài vẫn giữ được một dòng giống thánh của ngài trả ô để dân Israel ô được tồn tại đến ngày nay ô để họ vẫn hoàn thành được sứ mạng của họ là ô khiến cho nhiều dân tộc khác được phước trà ô qua họ mà chúng con nhận được rất là nhiều điều từ ngài trà ô nhờ vào họ mà chúng con có được những cái nền tảng về sứ đồ cho về tiên tri trà ô để chúng con học hỏi ô cảm nhận rất nhiều đó cho ô xin ngài ở cùng với người Israel ở cùng với những con người ô đang ở trên đất nước Do Thái hiện tại trà ô xin ngài giúp đỡ ô những người mà đang ô ở trong gọi là lĩnh vực về tâm linh tín ngưỡng trà ô để họ ô nhận biết lấy ngài trà ô để họ nhận biết được Chúa Giêsu Christ là đấng Messiah trà ô cầu xin ngài hãy giúp đỡ khiến cho những con người đó trà ô họ được mở mắt ra trà mở lòng mình ra trà ô lắng nghe sự dạy dỗ của ngài trà ô lắng nghe những gì mà Chúa đã làm ô qua dân tộc của họ qua những năm tháng ô trước trà ô để họ nhìn thấy được ô sự tiên tri những cái điều mà ngài đã hoàn thành trong những sự dạy dỗ của ngài ô để họ nhìn biết ngài trà ô cầu xin ngài hãy dẹp bỏ đi cái con người Babylon trong họ trà ô con người mà ô muốn chống nghịch lại ngài trà ô con người chỉ học hiểu theo sự khôn ngoan riêng của mình học hiểu theo cái truyền thống của mình trà ô xin ngài hãy dẹp bỏ tất cả những điều đó ô ra khỏi họ trà ô để cho ô cái sự mù lò của họ nó không còn che phủ họ ô để họ không nhận biết ngài nữa trà ô cầu xin ngài hãy giúp đỡ những con người lãnh đạo ở Israel trà ô những người lãnh đạo trong tâm linh trà ô xin ngài giúp đỡ ô những con người đang khát khao tìm kiếm lời của ngài cha khát khao thật sự ô có được một mối quan hệ sống động với ngài cha ô có được mối quan hệ ô với Đức Chúa Trời của họ cha ô để họ tìm kiếm ngài cha ô và nhờ vào sự tìm kiếm về lẽ thật ô nhờ vào sự yêu mến lẽ thật ô họ sẽ gặp Chúa Jesus Christ cha ô cầu xin ngài ở cùng những con người đó cha ô những con người sẽ tìm kiếm ngài cha ô tìm kiếm lẽ thật của ngài cha ô họ sẽ là những người mà Chúa đặt để học giống của ngài ô lên trên họ để cho họ ô mở một cánh cửa về cho ô tin lành nước Đức Trời cho tin lành về Chúa Jesus ô đến trên họ cha ô đến trên mảnh đất Do Thái cha ô để nhiều người được biết về ngài cha nhiều người được tin nhận ngài cha ô cầu xin ngài ở cùng với những con người những tổ phụ ô những người sẽ có tác động đến ô 144.000 người ô Israel sẽ là những con người ô cùng với chúng con những con người sẽ vào được ngàn vương quốc ngàn năm trà họ sẽ là những con người ô được Chúa kêu gọi để giảng rao giảng về ngài trong những ngày cuối cùng trà trong những ngày ô những ngày cực kỳ khó khăn đó trà ô họ sẽ là những người đứng vững trong thời kỳ đó trà nên cầu xin ngài giúp đỡ ô cho tổ phụ họ hoặc là những con người có tác động trên sự dạy dỗ của họ trà
sao ô nhận biết được lẽ thật của Ngài để họ ô dê học giống về lời của Chúa, lẽ thật của Chúa vào trong họ, cha ô để cho nó đi kỳ, ô nó sẽ được nảy mầm, cha đi kỳ nó sẽ được ra bông cái trái, cha ô cảm ơn rất nhiều Chúa con. Ô xin Ngài ở cùng ở chúc phước cho tất cả những người Israel ở khắp thế giới, cha ô những người Israel ở khắp thế giới, những người ô đang sống ở Hoa Kỳ, cha ô là những người mà ô họ nắm giữ rất là nhiều ô tài nguyên của thế gian này, cha ô họ là một trong gọi là cái mắt xích quan trọng trong ô trong cái thế giới Babylon, cha, vì họ khi mà họ chưa nhận biết Ngài, cha ô họ vẫn ở trong cái sự kèm kẹp của Babylon rồi làm việc cho Babylon, cha ô cầu xin Ngài hãy chúc diệt tất cả những ô những ai đó, những công việc nào đó ô đang gọi là hỗ trợ ở Babylon, cha ô những công việc đó nó phải bị hỗn loạn, cha ô nó phải bị hỗn loạn bởi vì cái tên của nó đã hỗn loạn rồi, cha ô để họ không còn có cơ hội, họ không còn sức ô để có thể làm những công việc ô để ảnh hưởng đến ô công việc của Chúa, để ảnh hưởng đến lầu người, cha ô để họ ô linh hồn họ được cứu, cha ô để họ linh hồn được họ được trở về cùng với Ngài, cha ô cầu xin Ngài hãy giúp đỡ ô những người Israel, ô những người mà đang ở trong những lĩnh vực về công nghệ, cha trong lĩnh vực về khoa học, cha trong lĩnh vực về tài chính, cha ô những người Israel, những con người ô giữ những chức vụ cao đó, cha ô cầu xin Ngài hãy cứu lấy linh hồn của họ, cha ô và ô xin Ngài hãy là bất cứ điều gì ô trên đời sống của họ, cha ô để cho họ được thoát ra khỏi cái bộ máy của Babylon, cha ô để cuộc đời của họ cứ chạy theo ô những cái vật chất ô giá trị đời này, cha ô mà không hiểu biết được ô không hiểu biết Đức Chúa Trời tổ phụ của họ, cha ô là đấng mà ban ân điển, đấng mà ô có sự giàu có ô tuyệt vời như thế nào, cha ô cầu xin Ngài hãy ở cùng với những con người Israel, ô những người Israel như khắp thế gian này, cha ô và cũng cầu xin Ngài ở cùng với tất cả anh chị em con, những người Israel thuộc linh của Ngài, cha ô xin Ngài nhìn giữ chúng con để con ô luôn biết ô vâng phục Ngài, cha ô luôn biết rằng ô chúng con ô nhận được ân điển lớn lao của Ngài, cha ô nhận biết Ngài ô được sinh lại từ nơi chi ca, cha ô được Ngài làm nên thánh mẫu Ngài, cha ô nhờ vào Ngài, cha nhờ ân điển của Ngài mà chúng con mẫu Ngài ô đều ngày càng giống Ngài nhiều hơn, cha ơi ngày càng ô trở nên ô trở nên trưởng thành hơn, cha ô xin Ngài giúp đỡ con rằng lấy chúng con, cha ơi chuẩn bị tất cả những ô những vũ khí, những kinh nghiệm ô những mối quan hệ ô những sức khỏe ô tài nguyên về tài chính ô cho chúng con, để chúng con ô đầy đủ dư dật con, trả ô để chúng con ô sẵn sàng để có thể ô đánh chiếm vào trong có người đã thứ một ngày đã kêu gọi chúng con cho ô để con giành giật lấy tất cả những ô điều gì đó ô thuộc về Satan, ô nó phải bị bung ra, trả ô và chúng con giành giật lấy tất cả những điều đó, giành giật lấy cơ nghiệp của mình, giành được lấy những linh hồn mà Chúa đã sẵn sàng cho. Ô xin Ngài rất nhiều Chúa, biển trên con trời, ô quyền năng của Ngài đài trên con trời, ô huyết của Ngài cũng bao phủ tất cả chúng con cho ô những con người đang lầm lạc, những người đã tin nhận biết về Ngài nhưng mà đang lầm lạc, cha ô đang lầm lạc trong sự hư không và lạc trong sự thấy của thế gian. Chúng con cứ bị theo ô cái sự gọi là cái sự trong cái bộ máy của nó, cha ô, để là chúng con không thoát ra được để giới phút của chúng con, ô chúng con không thoát ra được trong thời gian con để con ô nghe được tiếng Ngài, để con nhận biết Ngài, ô để con chỉnh hướng đời sống mình ô theo ý muốn của Ngài, ô nên xin huyết của Ngài bao phủ họ, cha huyết của Ngài khi ô để họ có thời gian, ô có họ có ăn các công việc của mình, cha ô để họ chuyển hướng lên ô những giá trị ưu tiên, cha ô chuyển hướng ô cuộc đời mình với ý muốn của Ngài, cha ô chị em con, ô con người ô hậu thánh thân thể của Ngài, cha ô cảm ơn rất nhiều cho con, ô xin ngã cục với đất nước Việt Nam con, cha ô là đất nước ô được Chúa ô ban ân điển của Ngài, cha ô Ngài mà ô khiến cho ô Ngài sẽ con ra những vua, những quan cai trị, cha ô những người thành kính của Ngài, cha ô Ngài hãy con cho ở đây vững chắc cho ô những người được Chúa kêu gọi, cha ô để chúng con có thể có những lễ thật, có những cái có giá trị, ô có
để chúng con có thể ôi dạy được con vua, con vua cha con ôi gọi là cơ chế người mà ngài để làm những cha ôi làm những mà ngài đã định đó là giáng Chúa cha cả ô và đi quán trị điều chúng con cần nguyện ôi đó là chúng con hút lấy bản chất của ngài sao ôi chúng con ăn lấy huyết thịt và huyết của ngài sao ôi chúng con ôi để chúng con chắc của ngài cả thành hình thế ôi con hiểu nhận ôi khi mà chúng con giao với ngài chúng con cảm kính ngài ôi đó là chúng con hiểu chính bản thân của chúng con ôi chúng phải ôi chúng con ôi để thay đổi chính ngài cha ôi chúng con cầu để chúng con ôi để con có tác động và ôi trong những gì mà ngài ban chúng con quyền năng và trời và dưới đất ngài ban chúng con được sự phục phát triệt để xả và đúng theo ý muốn của ngài xả cảm ơn ngài rất nhiều chúa con ôi cảm ơn ô ôi tất cả anh em con cùng với chúa Soris anh em cảm ơn chúa cảm ơn em nam hallelujah cảm tạ cảm tạ lời sáng lời mật mạng hallelujah Alléluia, Hallelujah.
Nhiều ngài hơn cả mọi điều mà con thế giới kia là gì. Con nguyện yêu Cha hết lòng, sẽ không bao giờ để mất ngài, sẽ không bao giờ ra của ngài. Cha của hắn lớn, lớn lao hơn cả thiên đàng, lòng thương xót cứu chúa thắm sâu hơn biển hồ, và ân điển quý giá bao la trên cả thế giới này. Sẽ không bao giờ để mất ngài, sẽ không bao giờ xong xa Hallelujah, cảm ơn Chúa. Hallelujah, cảm ơn ngài. Hallelujah, ôi Chúa. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn ngài. Chúa ơi, yêu ngài. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, hạnh phúc biết bao. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Hallelujah, hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa đổ đầy sự dầu của ngài trên môn nhiệm của anh chị em của chúng con, trong những lời ngợi khen ngài Chúa, trong những lời sự cầu nguyện cho anh cả của chúng con. Chúa, xin cảm tạ ơn Chúa, con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen. 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 Chúng lạy Cha là Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Ngày hôm nay chúng con cầu nguyện cho Israel. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen ngài vì Israel chính là anh cả của chúng con. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì ngài đã yêu thương Israel để con riêng của ngài, nhưng sự trừng phạt của ngài đã đàn hạ họ đi khắp nơi trên trái đất này. Nhưng con tin ngày giờ Chúa trở lại, Chúa sẽ đem
những người mà Chúa tuyển chọn, những người mà Chúa yêu thương, là dân riêng và dân, một số dân còn sót lại của Ngài, Ngài sẽ đem về với Ngài. Con tin rằng khi đông bão thổi qua, cái ác sẽ không còn nữa, nhưng nền móng của công chính mãi mãi vẫn vững bền. Trời ơi, con cảm ơn Chúa vì con biết rằng mẹ người công chính sẽ sinh ra sự khôn ngoan, còn người công chính sẽ gian tà sẽ bị cắt mất. Trời ơi, con cảm ơn Chúa qua bài học mà Chúa đã dạy chúng con, qua ăn cạo chúng con, để chúng con học những lời lẽ khôn ngoan của Ngài. Chúng con đi trong ánh sáng của Ngài, theo lời dạy dỗ của Ngài, để chúng con nên những người công chính, để khỏi phải chết. Chúa ơi, con biết rằng đời của Chúa nói, ai yêu sự xử phạt là yêu sự trí thức. Con cảm ơn Chúa, Chúa đã dạy con mọi điều qua ăn cạo chúng con. Chúng con yêu mến lời của Ngài. Trong những ngày cuối cùng này, con tin rằng ngày Chúa trở lại, Chúa sẽ cho tất cả mọi người thấy Ngài, ngay cả dân Israel, dân mà đã giết Chúa cũng được thấy Chúa nữa. Chúa, con cảm tạ lời khen Chúa về Ngài Chúa với chúng con, Ngài sẽ làm những điều đó. Con cảm tạ lời khen Chúa, xin cho chúng con qua thăng lên chỗ Ngài, dạy dỗ chúng con, thì chúng con được trở nên là thánh khiết trước mặt Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng con qua những bài học có giá trị nơi những người ở Israel là ăn cạo với chúng con, để chúng con học hỏi, để chúng con không làm Ngài giận nữa. Con cảm ơn Chúa. Con cũng cầu xin cho đất nước mà chúng con đang cư ngụ, xin tin rằng ở Chúa cũng độ thần của Ngài, để cho các nhà lãnh đạo, các dân, để họ trở về ăn sám hối. Vì con biết rằng ngày giờ Chúa đã gần đến, cũng như mọi dịch bệnh lây lan khắp nơi, xin Chúa hãy cho họ, để họ biết ăn năn sám hối, trở về với Chúa. Vì con biết rằng Chúa sẽ qua những dịch bệnh này, họ đã sớm nhận ra tình yêu của Ngài, luôn muốn cứu giúp chúng con, giúp chúng con trở về với Ngài. Cảm ơn Chúa, con cầu nguyện cho tất cả mọi người trên khắp thế giới này, qua những dịch bệnh này, họ đã sớm nhận ra, cũng như Việt Nam, đất nước Việt Nam của chúng con cũng vậy. Cảm tạ lời khen trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ta ơn Chúa. Amen. Ô Trời, chúng con chúc tụng danh thánh của Ngài, tôn cao danh Ngài. Tình yêu của Ngài tuôn đổ xuống trên đời sống của chúng con vô kể. Chúng con biết tri ân cảm tạ Ngài trong đời sống của chúng con mà thôi. Trời ơi, ân huệ của Ngài đã dành cho chúng con, lòng thương xót của Ngài đã dành cho chúng con. Chúng con giờ đây sống cho Ngài, bị tuyên ra cho Ngài, bởi vì chúng con đã thật là quý giá trước mặt Ngài, bởi máu huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra cho chúng con. Ngài đã chuộc lấy chúng con về, chúng con được ở trong Ngài, được Thánh Linh trang bị dạy dỗ cho chúng con từng ngày từng giờ. Ôi, nhờ đó chúng con đã trở nên một Israel thiêng liêng của Ngài, thật là dường bao. Ôi trời ơi, chúng con biết ơn Ngài. Trời ơi, hôm nay con cũng nhớ tới khi con đọc Kinh Thánh, con cũng thấy được nỗi lòng của Thánh đồ Phaolô nữa. Trời ơi, Thánh đồ Phaolô là dân Israel của Ngài, ông cũng đau lòng, ông rất tối ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi qua những lời mà ông tỏ bày cho chúng con khi chúng con đọc Kinh Thánh. Trời ơi, ông cũng nhìn thấy đồng bào của ông, kiểu là xét theo huyết thống nữa. Trời ơi, ông cũng đau đớn điều đó, nhưng bởi vì sự không vâng phục mà của Israel mà chúng con cũng đã có chỗ đứng. Chúa ơi, chúng con có chỗ đứng như ngày hôm nay, đó là bởi lòng thương xót của Ngài. Để chúng con là những kẻ dân ngoại, Cha đã lôi chúng con vào để tiếp nhận Chúa Giêsu, để trong Chúa Giêsu chúng con được là một dân của Ngài.
Ôi Chúa ơi, thật là tuyệt vời thay, chúng con được là dân của Ngài, là hiền thê của Ngài nữa. Chúa ơi, tình yêu thương của Cha đã đổ xuống trên đời sống của chúng con không ngưng nghỉ, Chúa. Cha ơi, Cha, chúng con tin tưởng nơi Ngài, bởi vì Ngài là đứng trung tín, trung thành vô cùng. Cha đã dựa, Cha làm điều gì Cha cũng chuẩn mực trên lời hứa của Ngài. Cha ơi, dân Israel đã được lời hứa của Ngài rồi. Đó là điều mà chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Dân Israel đã được nằm ở trong lời hứa của Ngài rồi. Cha thì là đứng công chính, Cha là đứng trung tín. Chúng con tin cậy vào nơi Ngài. Ôi Cha ơi, như chúng con cũng đã có giao ước với Chúa Giêsu đây. Chúa Giêsu đã đổ máu ra để chúng con cũng được lời hứa Cha cho chúng con là ở trong cái sự giao ước của Chúa Giêsu. Chúa ơi, chúng con bám lấy Chúa Giêsu. Cha ơi, thì dân Israel của Cha cũng đã có giao ước rồi. Cha ơi, Cha không bao giờ chối bỏ họ đâu, bởi vì họ là dân mà Cha yêu thương Cha. Và chúng con cũng tin rằng vào những thời kỳ cuối cùng này, thần của Ngài đổ trên dân tộc Israel. Ngài Cha không muốn ai, Cha muốn tất cả mọi người được cứu độ Cha và nhận biết chân lý nữa. Cha ơi, chúng con tin vào lời giao ước của Ngài cho dân Israel và cho chúng con lời giao ước ở nơi Chúa Giêsu, để chúng con cũng được nên một với dân Israel thuộc thể. Chúa ơi, đó là niềm vinh hạnh lớn lao mà chúng con thấy được, chúng con giá trị biết bao Cha. Chúng con cảm tạ tình yêu thương của Ngài đã dành cho chúng con. Xưa dân Israel và thầy tư tế thấy rất là khó khăn với bước vào trong đền thờ để mà là dâng hy lễ lên cho Cha, và họ tẩy sạch bằng máu con chiên, con bò, con dê, và họ dùng sức để cho thanh sạch. Chúa ơi, nếu không khéo thì cũng chết ngay trong nơi chí thánh của Ngài thôi. Nhưng chúng con đây, ôi, chúng con đã được máu của Chúa Giêsu đổ ra, chúng con tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng con là một thầy tư tế thánh của Ngài, là vua. Ôi, thật là cao quý thay, chúng con không thể dùng sức chúng con một điều gì cả nữa. Ân điển của Ngài dư cho chúng con, để cho chúng con có một chức vụ thầy tế lễ. Mỗi lần chúng con đến với Cha, chúng con làm sạch tâm can của chúng con, tâm lương tâm của chúng con bằng máu của Ngài, để chúng con bước vào nơi thánh của Ngài, tâm hồn của chúng con. Cha ơi, chúng con biết làm sạch tâm hồn của chúng con bởi máu huyết của Ngài. Chúa ơi, bởi vì Cha đã tái sinh chúng con rồi, ở nơi tâm linh của chúng con rồi. Cha ơi, qua Chúa Giêsu chúng con mạnh dạn bước vào nơi chí thánh của Ngài. Ôi, đó là niềm vinh hữu cho chúng con. Chúng con không thể nào lơ đễnh được nữa, bởi vì ân điển thật là lớn lao cho chúng con, để khi chúng con bước vào nơi chí thánh gặp gỡ Cha. Ôi, thật là tuyệt vời thay. Cha ơi, Cha ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài cho chúng con. Chúng con đã có con chiên chính là Chúa Giêsu rồi. Cha ơi, chúng con cảm tạ ngợi qua Chúa Giêsu, qua chiên của Chúa Giêsu, chúng con được bước vào nơi chi thánh của Ngài. Ôi, Cha ơi, chúng con thật là, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha cho chúng con nhận ra lễ thật này. Thật là tuyệt vời biết bao, chúng con là những thầy tư tế thánh của Ngài. Ôi, trời ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài đã cho chúng con, để cho chúng con không coi thường bản thân của chúng con nữa, coi thường ân điển của Ngài. Chúa Giêsu đã đổ máu cho chúng con nữa. Trời ơi, các thầy tư tế năm xưa không theo tiêu chuẩn của Chúa sẽ bị chết ngay. Chúng con là những kẻ đã bị chết mà chưa được Cha yêu thương, Cha đưa chúng con vào trong Chúa Giêsu để chúng con được làm thầy tư thế thánh của Ngài. Để chúng qua Chúa Giêsu, chúng con bước vào nơi chí thánh của Ngài. Con cảm tạ ngợi khen Cha cho chúng con được ân điển này. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Ngài trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Ora gần bên Chúa. Chúa ơi cho con gần Chúa hơn. Gần bên Chúa. Phước thay cho người con Chúa. Gần bên Chúa. Luôn cảm thấy yêu cha. Gần bên cha. Để con yêu cha nhiều con nhớ cha nhiều hơn. Con trông mong cha từ sáng sớm chưa bàn điều. Mầm tâm linh con. Xuân chua mai không con yêu cha. Con yêu cha luôn. Con được gọi đến Chúa. Chúa ơi con. Ôi ta lúc... nguyện chúng con luôn gần ngài cho ạ, cho bản tính của Chúa. Ôi Chúa ơi, và Chúa biết lòng của ngài đang hướng về cả Israel cho ạ. Israel cho ngài. Israel là con cả ngài cho ạ. Israel là con đầu lòng ngài cho ạ. Phàm kẻ nào nuốt dân đấy sẽ có tội Chúa ơi. Ô ra giải cả đời vinh dự thượng ngài. Ô được ngài ra mạng lệnh hãy cầu hòa bình cho Jerusalem. Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ thới thạnh cho ạ. Ô ra giải cả đời ngài đặt để ô dân Israel trong lòng ngài. Ngay cả trong ô ra giải cả Môsê ngay trong ô ra giải Phaolô. Ô họ đã cầu nguyện ô để ô vì sự cứu rỗi của dân Israel này cho ạ. Ô mà Môsê thà bị gạch ra khỏi sách sự sống vì sự cứu rỗi của Israel này mà Phaolô thà ô bị lìa khỏi đấng Christ Chúa ơi, Saka mất cả sự sống mình. Ô Saka chúng biết giá trị của Israel tuyệt vời thế nào cho ạ. Ô đó chính là bản tính của ngài cho ạ. Bởi vì ô qua dân Israel chúng con nhìn thấy sự thành tín của ngài cho ạ. Giao ước của ngài hứa cùng với tổ phụ ô của họ là Abraham. Ô Isaac của Jacob Chúa ơi, Shakada Barabiru để ngài không bao giờ rời bỏ họ Chúa. Ô ngài là Chúa Trời của họ, ngài ban cho họ một lòng một đường lối như nhau Chúa ơi. Ngài đặt để sự kính sợ ngài trong lòng họ để không bao giờ rời xa khỏi ngài. Ô ngài hết linh hồn hết sức của ngài. Ô mà trong họ trong đất mà ngài đã ban cho họ Chúa ơi, Shakada Barabiru Chúa nhìn thấy sự thành tín của ngài. Ô Rasakada Barabiru qua Israel. Ô Rasakada Barabiru như thế qua với loài người chúng con vậy Chúa ơi. Hallelujah. Bởi vì Israel là trái đầu mùa của ngài. Israel là con đầu lòng của ngài. Chúa ạ, Sakadabrabi cho loài người chúng con. Ô, Chúa ơi, nếu mà trái đầu mùa là thánh thì cả đồng đều thánh cả, Chúa ạ. Ô, vì vậy, Chúa ơi, cầu nguyện sự thánh khiết cho Israel. Ô, sự thánh khiết cho dân này, Cha ơi, Sakadabrabi. Sự bình an đến trên Israel, Chúa ạ. Mà Ngài nói sự bình an chỉ có thể ra được của sự công bình thôi, Chúa ơi. Bởi vì công bình sẽ sanh ra bình an và trái nó sẽ yên ổn mãi mãi, Chúa ơi. Dân Ngài sẽ ở trong sự yên lặng, trong sự an ủi, trong sự bình an, ô, trong sự vui mừng, Sakadabrabi vậy. Sự công bình Chúa trời đến trên Israel, Chúa ơi. Sự công bình đến chẳng bởi việc làm, bởi luật pháp, nhưng sự công bình, ô đến đức tin, ô làm ra sự yêu thương đến ngài, chưa ạ, sự yêu thương tới ngài, sự yêu thương tới đấng tạo hóa của mình, ô ra sakadabarabiru, sự yêu thương tổ phụ của mình, sự yêu thương chính bản thân mình, yêu thương mọi người, chúa ạ, sakadabarabiru, ô ra sakad, vì vậy, ô tất thành sự ác đều phải bị chất diệt ra Israel, ô ra chốn cầu nguyện và hủy phá tất thành điều ác ra khỏi Israel, chúa ạ, sakad để sự công bình của chúa còn mãi mãi, đời đời trong vòng người Israel, trong người Israel, ô ra sakad chốn hủy phá ô Babylon tại Israel cho ạ, hủy phá tất thảy ô ra sakarabri yosu con người cũ của dân Israel anh cả chúng con ô ra sakarab như vua thầy tế lễ của nước Chúa ô như đạo đặc nhiệm ngài cho ạ, những kẻ làm theo mạng lệnh ngài cho ạ, ô những kẻ có lời Chúa ở trong miệng mình, những kẻ mà núp dưới bóng tay của Chúa để dựng tầng trời lập nền đất, những kẻ mà ngài nói rằng ô ta khiến các ngươi ô đưa phần sót lại của dân Israel ô của nhà Jacob trở về cùng ngài là việc nhỏ chưa ô ra sao còn là việc nhỏ chưa ô ra bởi vì ô qua việc chúng con đưa dân Israel của ngài về với ngài là việc nhỏ, ngài dùng chúng con còn làm giao ước cho dân ngoại là sự sáng cho dân ngoại là sự cứu rỗi của ngài đâu cũng đất nữa chúa ơi. Ô vì vậy chúng con làm cái việc nhỏ này ô ra sakadava để dân Israel của ngài về với cùng ngài, về cùng ngài chúa ơi, sakadava ô ra sakadava như thể sang Baptist ô trước khi mà giao trước khi mà dọn đường cho Chúa, Ora Sakari ông phải giao giảng tin lành, ông giao giảng thẳng về sứ điệp về sự ăn năn Chúa ơi, Ora thì chúng con vậy, ô để dọn đường cho Chúa, cho đập nát tan hết tất cả các thần tượng ba anh ở trong lòng Israel, ô tất cả thần tượng Ora Sabatate, ô tất cả thần tượng Ora Sakazesabin, ô tất cả thần tượng Ora Sak của Do Thái giáo cho đập nát tan hết trong danh Chúa Giêsu, Sak mọi sự kiêu ngạo cứng lòng của Israel cho đập nát tan hết trong danh Chúa Giêsu, Sakaraba về chúng con những kẻ giữ nhà trong nhà Đức Giê-hô-va.
Ô ra chúng con đập trà nát, chúng con kẻ dọn nhà, chúng con dơ bạc, chúng con dọn sạch cái đền thờ này của Ngài. Ô ra sát cà đàm bà bà, chúng con đập tan hết tất thảy đồ ô ấy. Ô đập lổ hết tất thảy các tượng trạm, đập đổ tất thảy các loại thần tượng, các loại ngôi ngai ở trong lòng từng người Israel, Chúa ơi, sát cà đàm bà bà, sự kiêu ngạo của họ. Ô ra sát họ coi thằng, ô họ ỉ lại vào ô, tổ phụ của họ, Chúa ơi, cho cà đàm bà quên mất đi bản chất điều đó là sự thành kính của Ngài, quên mất đi bản chất là tình yêu thương của Ngài và giữ mình trong sự thánh khiết, giữ mình trong sự kính sợ Chúa Trời. Ô, mà lại xây bỏ Ngài mà đi theo các thần khác, tà dâm dư mưu với các thần khác. Ô là Chúa đập nát hết các thần đó trong danh Chúa Giêsu. Ô con đại dâm phụ kia, ô mày bị quá phụ, mày là kẻ quá phụ bởi vì tao chúng ta đập nát hết tất thảy ô các quỷ thần mà mày đã tà dâm. Israel, con người cũ này đập nát tan này ra trong danh Chúa Jesus, đập nát tan hai chị em mày, ô đập nát tan, ô chị Israel đập nát tan em Juda, đập nát tan các người ra trong danh Chúa Jesus, Sakadabu, ô ra Sakadabu, chà nát đất thảy mọi gia tộc, ô người Israel, ô mà chống nghịch Đức Chúa Trời, ô ra Sakadabu, Sakadabu, ô ra Babu, những kẻ, ô mà nghĩ rằng sự khôn ngoan của mình, ô ra Sak có thể là lãnh đạo và cai trị cả thế giới này, ô ra những kẻ mà đang thống soái trong nền chính trị, ô ra Sak trong nền kinh tế tài chính của thế giới, những kẻ đang lũng đoạn thị trường, ô lũng đoạn, ô giới truyền thông lũng đoạn, ô không gian, ô thông tin ở trên thế gian này, chúng ta nát tan người ra trong danh Chúa Giêsu, Sakadabarasakabru, ô ra Sakatathay, ô những kẻ trùm tài phiệt, ô trong lĩnh vực về truyền thông, ô trong kinh tế, trong thương mại, ô trong văn hóa, trong kinh tế, trong chính trị, trong chính trị, ô trong chính trị, Sakadab, chúng ta nát tan hết ra tất cả gốc gác các người từ Israel, ô lập nát hết ra tất cả mọi gốc này, Sakadab nhổ hết sạch ra tất cả gốc này và nhổ cỏ hết các người trong danh Chúa Giêsu. Orasa Karabavi, chúng ta là kẻ đang mang lại Đức Chúa Trời, chúng ta mang lại sự án phạt của Chúa Trời đến trên tất thảy. Ô các tập đoàn xuyên quốc gia này, Sakarababu đến trên tất thảy các gia tộc. Ô tín này trong danh Chúa Giêsu, Sakar đến trên tất thảy các hội đoàn. Ô tín này, Sakar Illuminati tất cả các hội Freemason này, Sakarababu tất cả gia tăng tất cả hội đoàn tôn giáo, tất cả hội thờ do Thái giáo, Tin Lành giáo, ô Thiên Chúa giáo, Sakar Thiên Chúa giáo, Sakar Hồi giáo, ô Phật giáo, ô cộng sản, ô tất thảy các loại này chúng ta đập nát tan các người ra trong danh Chúa Giêsu. Ô ra sa ka da ba bi bi sa e chu ri ka da ba ra sa ka. And so ko da ba ra ba ra sa chi ju ro. Ta cha na ka người ta. Ô cha da ta nhỏ người ta. Chúa Giêsu sa ka da ba mo sự kiêu ngạo nổi lên hiển biết Chúa Trời. Ô cho tất tan hết các người và bắt tất thảy ý tưởng làm tôi vâng phục Chúa Giêsu. Ô bởi lửa thánh độ Chúa Trời chúng ta đốt sạch mọi tư tưởng này, tất thảy mọi giáo lý ô ra sa của các đạo giáo của người chốt là trà nát hết trong danh Chúa Giêsu. Shakadababuruso kerebesen chulebe. Orebebeyuruso cho các người Babylon, các người lộn xộn. Ora sakadababuruso kerebe. Ora bab các người, ô tự mình bảo với bụng mình rằng các người sẽ nhấc ngôi lên của mình cao ngôi Đức Chúa Trời. Ora sakadab những các người phải xa xuống nơi vực thẳm. Ora sakadababuruso cho chúng trà nát các người ra. Ô các người không thể dậy lại nữa. Ô Chúa công bố sự chết đời đời Chúa Trời đến trên Babylon. Ô sự hủy diệt đời đời đến con gái của mày trong danh Chúa Jesus. Ô bởi lời cầu nguyện hủy diệt này chúng ta chán nát mày ra cái con gái của ô cứ chán nát ra lời hòn đá là Chúa cứu thế của chúng ta Jesus Christ. Shakara cho đập nát tan mày ra. Ô là sao mày không thể dậy lại nữa, mày không còn sức lực nào nữa. Hết tất thảy. Ô mày con đầu lòng của mày với Babylon. Shakara mọi con đầu lòng của mày trong do thế giáo. Mọi con đầu lòng của mày trong Phật giáo, trong Hồi giáo, trong Cộng sản. Mọi con đầu lòng của mày ô trong các hội kín Freemason, Illuminati. Ô đã sa Illuminati. Chú tật nát tan hết cả sắc carabao trong hội cộng sản cho nát tan cắt con đầu lòng của mày ô sắc carabao dù mày có biến hóa khôn lường dù mày ô có gì tất thể có bỏ bọc ô ra sắc carabao dù mày có ô ngụy trang khéo léo thế nào trong nữa chúng phát hiện ra mày ô ra sắc mày tự nhủ rằng không ai nhìn thấy mày ô nhưng mày bị lộ ra sự ánh sáng của mặt Đức Chúa Trời ô ra sắc và chủ hủy diệt Đức Chúa Trời quét sạch mày trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah cho con cảm tạ ơn Chúa ô ngợi thần Chúa Trời chúng con Chúa ạ đứng hàng ngày gánh thay gánh nặng chúng con đã đứng hàng ngày mà dày đập nát đầu kẻ thù của Ngài Chúa đỉnh tóc của kẻ cứ phạm sự gian ác Chúa ơi cảm tạ ơn Chúa vì dưới chân chúng con ma quỷ bị nát tan ô dưới chân chúng con Sakadaban là sự nát
nát tan của các đế quốc Babylon, nát tan của các đế chế Babylon, ô các đế chế, ô tôn giáo các đế chế, chính trị các đế chế, ô kinh tế các đế chế, tài chính, ô ngân hàng các đế chế, ô truyền thông các đế chế, thể thao, thương mại, Chúa ạ, tất cả các đế chế về văn hóa, về nghệ thuật, về công nghệ, ô về quân sự, về an ninh quốc phòng, ô và đế chế này Chúa chắn nát hết tí chân của mình trong tay Giêsu, ô vì đã ban luôn quyền phép dày đặc lắm bỏ cả một quyền và kẻ đứng chân không chỉ hạ chúng con được, Chúa ạ, bởi vì mọi quyền phép trên trời dưới đất được ban cho chúng con, Chúa ạ. Ô ra sát ca la bơ ô ra sát ca bê, ô tội kẻ nào chúng con cầm lại những tội đó thì cầm, ô vì vậy trong danh Giêsu Christ chúng con cầm tội lại trên Babylon, ô ra cầm tội lại trên tất cả con cái của nó, Chúa ạ. Ô và tiền công tôi là sự chết, tiền công tôi là sự chết, sát ca la bơ bê, ô vì vậy chỉ có sự chết, chỉ sự chết, sự chết, sự chết, sự chết, sự chết, sát ca la sự chết của Đức Chúa Trời đến chết con gái Babylon, hủy diệt con gái Babylon đời đời, ca la bơ bê, hủy diệt Do Thái giáo đời đời, hủy diệt Phật giáo các tôn giáo đời đời trong danh Giêsu Christ, ô bởi vì chúng nó là sự tin ở Phật Chúa Trời, Chúa ạ. Ô ngày kết chúng nó, Chúa ạ, ngày kết cái Babylon, ô là Calabasas như ngài nói, ngày kết Jacob như ngày kết Esau, Chúa ạ, ngày kết con người Babylon này, sa Calabasas vì Chúa chán nát hết ta, Chúa ạ. Ô Chúa chán nát bởi sự căm giận của ngài, Chúa chán nát chúng nó bởi sự thạnh nộ khủng khiếp của Chúa Trời, Chúa ạ. Ô ra sa ca có quyền năng hùng phá cực lớn, Chúa ạ, là sự thạnh nộ khủng khiếp của ngài đến trên Babylon. Hallelujah, ta ăn chưa? Ô ra sa công bình xanh bình an, Chúa ơi. Ô Chúa làm khó tất cả cái vùng đất này thôi, Chúa ơi. Sakarababia chúng con cố sự bình an Shalom của Chúa đến, ô đến trên tầng lòng với Israel, ô Chúa dành dặn từng linh hồn về cho Chúa, Chúa Amen. Tất cả linh hồn nào mà dính líu đến 144 người cùng đồng các chị chúng con trong vương quốc ngàn năm, Chúa ạ. Ô Chúa dành dặn, ô lớn bé nhà, ô ra từng người một, ta cứ dành dặn hết linh hồn này và cho họ vào trong vương quốc ngàn, Chúa ạ. Shakada bar icm kudababrebrebro, ô ra papa chúng con làm cùng đại di dân, ô cho họ, ô từ vương quốc tối tăm của ma quỷ Satan sang lên nơi vương quốc lạ lùng sáng láng của con ngàn trời ơi. Shakada mở mắt, mở trí, mở lòng cho họ ngay giờ này để họ nhìn thấy rằng Jesus Christ chính là đấng Messiah mà họ đang chờ đợi, Chúa ạ. Ô Chúa công bố lời, Chúa nói rằng Đức Chúa Trời họ đang thờ lại sẽ thình lình ở trong đền thờ của Ngài, Chúa ạ. Là lòng ta cả là sinh lại họ, Chúa ạ. Như Ngài từng sinh lại chúng con, Chúa ơi. Ora sa kada babri bilso kora. Ora ba 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 và nguyện như là tổ phụ của họ khi đóng đinh, Chúa Giêsu đã từng nói rằng nguyện huyết của người này đổ trên họ và dòng giống của họ, cho thì quả vậy như vậy. Ô nhưng huyết trong sự thánh khiết, huyết không phải sự phán xét, nhưng huyết trong sự tha tội, sự công bình của ngài, cho vì tội của những ai mà chúng con tha thì cứ tội người được tha, cho vì vậy chúng công bố sự tha tội của ngài trên Israel, cụ thể của ngài, cho sự tha tội của ngài, sự tha tội của ngài, ô vì sự sống đời đời, ô Rasaka, ô sự mạng sự sự tiền công tội lỗi là sự chết, nhưng ngài đã cho sự chết trên Babylon của Israel rồi, Chúa. Nhưng như sự ban cho của Đức Chúa Trời, ô là sự sống đời đời của ngài trong Chúa Jesus Christ, ô là Chúa của chúng con, là Chúa của họ nữa, Chúa ơi. Ô là Sakata Judukoderen, là đấng mà đã ra từ chi phái Judah, ô sư tử chi phái Judah, ô là Sakata Parasakabri Yosakata Barabarabebe, ô là Sakata Ambaresa Alchulukila Barabarasaka. Hallelujah, cảm tạ Cha. Ô Chúa chúc phước cho từng người Israel, Chúa. Ô là ra chúng con mặc lại áo cho anh cả chúng con, Chúa ơi. Ô là anh cả chúng con bị hoang đàng, Chúa. Ô đã bao giờ không ngờ rằng anh cả chúng con lại hoang đàng hơn cả người em út, chơi sakarabodiotro odabodrasaka. Ô chúng con người trong nhà ngài, ô chúng biết lòng của ngài, Cha. Ô đã bao giờ không ngờ rằng anh cả chúng con lại hoang đàng chúng con về chúng con, ô đã bao giờ cùng với ngài, Cha lại nhẫn cho đeo nhẫn vào trong tay anh cả chúng con, chơi ô sợi dây anh cả chúng con, áo anh cả chúng con, ô đã sakarabodrasaka và sai đầy tớ ô mở mở tiệc ăn mừng, ô đã vì anh cả chúng con, ô ô chúng ta bị hư mất mà nay đã trở về, ô nay lại còn, Chúa ô ra ca chúng ta ơn Chúa như tầng trời, ô cái nền đất hay vui mừng bên cả chúng con quay trở với Cha, Chúa ô ra để cùng nhau chúng con để mở rộng vương quốc của Chúa Trời, ô ra xa vì anh cả chúng con, ô ra xa có quyền của Chúa Trời, có dạy tôn xét của ngài, Chúa ô và anh cả chúng con bởi sự sai ngã của mình đã làm giàu cho dân ngoại, nhưng bởi sự thạnh nộ ô sự trở về cùng với Chúa của anh cả chúng con, Chúa sẽ làm tất cả các dân ô sẽ thạnh vượng đến chừng nào, Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu.
Hallelujah. Shakada babiru. Ora sang sự bình an ngài đến trên cả chúng con, Chúa. Đến trên vách tường thành Israel. Ô đến trên tầng lòng của Israel. Sự thới thạnh của ngài ở trong bức cung. Ô của Israel, Cha. Trong danh Chúa Giêsu. Shakada adjurikeda babiru. Ô người anh cả chúng con được hưng thịnh, hưng thịnh. Ô bội phần, Chúa. Ô anh cả chúng con luôn hưng thịnh bội phần. Shakada babiru trong tất cả hệ thống giá trị tin lành vương quốc ngài, Chúa. Ô trong sự yêu thương vui mừng, trong thánh sạch sự công bình. Ô tiết độ của ngài, Chúa. Ô nguyện tức vui thịnh kinh. Ô của ngài là căng mọng trong đời sống của từng người dân Israel. Ô ra trên tất cả 12 chi phái, Cha ơi. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Ô ra patasakada bribrisoko. Ô nguyện anh cả chúng con. Ô hồi sức lại. Ô ra saka và cùng chúng con trong trận chiến cuối cùng, Chúa. Ô ra pavrabrasa để sang Cha tôn thánh, để nước Cha đến, ý Cha đến ở đất đi trời, Chúa. Ô nguyện anh cả chúng con ở trong cái đạo tinh binh đầu tiên, Chúa. Ô ra mà khi xuất hiện thì mặt trời, mặt trăng phải tối tăm và cái ngôi sao thâu sự sáng, Chúa. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Ô ra sa tôn chúc phúc anh cả chúng con Israel. Ô ra pavrabrasa kadaba, Chúa yêu anh cả chúng con, Cha. Ô ra pavrabrasa coi như thể ngài yêu anh cả chúng con vậy, Cha. Hallelujah, chúng con cảm tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa. Ô ra sa kadabrasa coi như thể ngài yêu anh cả chúng con vậy, Cha. Hallelujah, anh ra cần đồ, Cha yêu dấu ơi, cho con cũng tạ ơn Chúa. Ô vì ngài qua anh cả chúng con là Israel thuộc thể, ngài cũng dạy chúng con. Ô bài học của Israel thuộc linh, Chúa ơi. Ô ra ba 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 sa chi nam ba ba sa. Ô như thể dân Israel, ô thuộc thể đã từng lầm lạc. Ô khi chờ đợi đứng Mêsia, ô đến để giải cứu họ. Ô và cầu nguyện kêu gào đứng Chúa trời đó giải cứu họ. Ô ra sa mà đứng đã đến rồi, Chúa. Thì ngày nay dân Israel thuộc linh của ngài cũng kêu gào, ô đứng giải cứu. Ô mà Chúa đã đến rồi, họ đã tiếp nhận đứng cứu thế trong đời sống của mình rồi. Ô đã xin nguyện họ, ô không lặp lại vết xe đổ đấy nữa, Chúa ơi. Nguyện họ mở mắt ra, mở lòng ra, mở trí ra mình nhìn thấy, ô nhận biết ngài, nhận biết bản thân mình, Chúa, nhận biết giá trị, ô vĩ đại của mình trong Chúa Giêsu là sao. Ô đã che canabarasakara, chúng con giải phẫu họ ngay giờ này, chúng con giải phẫu não của họ ngay giờ này, giải phẫu lòng của họ ngay giờ này trong danh Chúa Giêsu sakara, để đặt cái khải tượng, để đặt sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, ô bày tỏ mầu nhiệm của Chúa Trời về thân phận họ, Chúa. Ô đã sakaraba về số phận của họ trong Chúa, về sứ mạng tê định họ trong Chúa ra sao, Chúa ơi. Ô để họ mở mắt ra để nhìn thấy đứng mà đang kêu cầu đã vào trong đền thờ của ngài rồi, đã thân thể họ rồi, Chúa ơi. Đứng mà họ đang kêu là giải cứu đó ở trong họ rồi. Ô đã để họ không phải cầu nguyện để Chúa giấy lên người khác để giải cứu dân tộc, giải cứu quốc gia họ nữa, Chúa ơi. Để chính Chúa giấy họ lên, Chúa. Thì Chúa giấy họ lên để trở lại vị trí ban đầu là giống với Chúa Trời trong mọi sự mà hai chị buồn vật. Trong danh Chúa Giêsu, ô Chúa ăn vả má hết tất thảy quan sát Israel, tất thảy người lãnh đạo hội thánh, tất thảy hệ phái các giáo phái, Chúa đập vã, Chúa ăn vả vào má họ, Shaka, để họ không còn nói lời bậy bạ nữa, Chúa. Ô để không còn giảng ra những giáo lý trẻ sơ sinh nữa, Chúa ơi. Ô đa ba mà Chúa ra lại chúng con, ô phải vượt qua sơ học của tin lành Đấng Christ mà tiến tới sự chọn lành, đừng có lặp lại lần nữa. Ô đừng có lặp lại lời nữa, ô đừng có suốt ngày, suốt đêm, suốt tháng, suốt năm, cả đời thì già hao ràng, ô sẽ học tin lành nữa, ô mà tấn tới sẽ chọn lành. Shaka vì con trẻ, ô đa ba 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 khi còn thơ ấu, ô mặc dù là người quản trị, mặc dù là người, mặc dù là kẻ kế tự, Chúa ơi, nhưng vẫn phải ở phục dưới quyền ô của kẻ bảo hộ cho anh Kim vì Cha đã định. Vì vậy chúng cầu nguyện để cho từng ý sen thuộc linh của ngài, Chúa ạ, từng lãnh đạo hội thánh ngài được trưởng thành, được trưởng thành, Chúa ơi, là mong muốn Đức Chúa Trời, Chúa ạ, ô mong muốn Đức Chúa Trời rằng tất cả ô chúng con được thành nhân, Chúa ạ, ô mặc lên vọc dạng Đức Christ để không bị người ta lừa đảo nữa, để bị lay động theo chiều gió và đạo lạc, Chúa ạ, nay đây nay đó nữa. Nhưng người thì chẳng nhận lãnh chỉ lời Chúa cả, Chúa ạ. Shakada barada về phân tâm, làm cái gì không định, chẳng nhận gì lời Chúa cả, Chúa ơi. Ô để họ vượt qua cái thời con trẻ đó, con trẻ ngu dại đó, suốt ngày bị lừa đảo đó, Chúa ơi. Shakada để tấn tới chọn lành, ô ra để mặc lấy, ô ra hình ảnh Đấng Christ trong mình, ô để nắm trong tay hữu tay tà của mình quyền phép Đấng Christ, Chúa ơi. Ô ra biết là cái quyền trưởng nam của mình trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Ô lại Chúa giấu hãy sử dụng bộ chúng con, Chúa ạ, như là khí cụ, ô công bình của Chúa, như khí cụ đắc lực của ngài, Chúa ạ. Ô trong việc mà sáng tất cả các lãnh đạo các hội thánh trên thế giới này, Shakada qua công vụ chất ship, Chúa ạ, để đưa, để cải tổ hội thánh toàn cầu của ngài, Chúa ơi. Shakada tất cả hội thánh địa phương tổ, ô trong tin lành vương quốc của Chúa Trời, Chúa ạ, Chúa mở trí mở lòng, ô mở não, ô Shakada cho tất cả các lãnh đạo hội thánh, ô là tất cả các giáo phái, tất cả hệ phái, Cha ơi, ô về vương quốc của Chúa Trời, ô Shakada về tin lành
của Ngài ra sao, Chúa ơi. Ô về sứ mạng thiêng liêng của mình thế nào, Chúa ạ. Về cơ nghiệp vĩ đại của mình ra sao, Chúa ạ. Và quyền phép để đoạt trong đức tin đến cơ nghiệp như thế nào. Ô Chúa mở ra khái niệm về định nghĩa, khái niệm về đức tin thật là thế nào, Chúa ạ. Ô để thực hiện tất cả điều gì Chúa muốn, là mong muốn làm trong họ và qua họ, Cha ơi. Ô ra sao để họ thoát ra tất thảy, ô và hủy và diệt lại tất thảy các giáo lý giả dối của Babylon. Ô đã lũng đoạn ô hội thánh của Chúa bao năm nay, Chúa ạ. Nguyện thần công bình thần thiêu đốt ngày ngay giờ này giáng tiếp tục trên Israel thuộc linh của Ngài, Chúa ạ. Đốt sạch tất thảy một sự phần tử u ấy nơi đó, triệt hạ tất thảy cái nơi cao, đập tan nát tất thảy mọi thần tượng trong danh Chúa Christ và hủy diệt cho nó, quét sạch cho nó bởi sự hủy diệt của Ngài. Hallelujah. Tạ ơn Chúa, sự phán xét khởi từ nhà Chúa trời, Chúa ạ. Sự phán xét khởi từ nhà Chúa trời. Chúa tạ ơn Cha vì chúng con. Ô được Ngài phán xét, Chúa ạ. Chúng con được Ngài phán xét để không đánh đồng cùng thế gian, Chúa ạ. Ô để chúng con mặc lấy bản tính thiên thượng của Ngài, Chúa ơi. Shakarababababab để cho được đứng trong đám lửa hay thiêu đốt là Ngài, Chúa ạ. Ô đã sạch để mỗi lần, ô khi chúng con đứng trước mặt Chúa, chúng con lại càng sạch hơn, chúng con lại càng dạng dĩ hơn, Chúa ạ. Ô đã Shakarababab để chúng dạng dĩ ở trước mặt Ngài trong ngày đám xét, Chúa ơi. Hallelujah. Ô đã để nhận phần thưởng, ô mà Ngài hứa cho chúng con là anh kẻ yêu mến kính sợ Ngài, Chúa ạ. Hallelujah. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, chúng con ngợi khen Cha. Shakarababababab ô Cha dấu yêu, con cầu, con cầu nguyện đặc biệt cho ô ra hội thánh trời thương, đặc biệt cho ô ra Saka nhóm đặc nhiệm của Ngài, Chúa ạ. Saka những người đã bị tiên phong của Ngài, Chúa ơi. Ô ra vì tiên phong nên sẽ phải chịu nhiều cái thử thách, Chúa ạ. Thì vì tiên phong nên là cái mũi nhọn này cần phải được mài rũa, phải gụt giòi, phải về gọt mài rũa ngọt mài, Chúa ạ. Sakadababru ô ân điển Chúa trên các anh chị em chúng con để ô vượt qua thử thách, cho ân điển Chúa cho chúng con để trong việc học hành, để việc trang bị để tất thảy ô mọi lẽ thật của Ngài trong đời sống của anh chị em chúng con, Chúa ơi. Chúa các ân điển Chúa, chỉ ân điển của Ngài thôi, chúng con làm được. Ô là lý thuyết không đủ, Chúa ạ. Chỉ ân điển của Ngài, ân điển Ngài cho chúng con để chúng con ô mở mắt ra và chúng con làm theo, Chúa ạ. Trong danh Giêsu về lời Chúa hứa rồi, Đức Chúa Trời trong chúng con cảm động lòng chúng con vừa muốn vừa làm theo ý của Ngài, Chúa ạ. Ô cho trông cậy hoàn toàn Ngài, Thánh Linh Chúa ơi, Thánh Linh Chúa Cha, Thánh Linh Chúa Con đứng ở trong chúng con, đứng làm chúng con nên thánh mỗi giây phút cuộc đời. Hallelujah. Ô Chúa muốn mở lòng ra, ô không những cộng tác Ngài đâu, Chúa ạ. Chúng con ô nguyện làm tôi tới Ngài đời đời, Chúa ạ. Ô đã sẽ ý chí chúng con Ngài hoàn toàn. Ô Ngài cứ tự do mà đi lại. Ô các cửa chúng con mở lên. Ô mở không như cho các dân nhưng mở chính trước mà mở cho Ngài, Chúa ạ. Chúa mở cửa lòng chúng con, mở cửa hồn chúng con, mở cửa tất thảy các cửa của chúng con cho Ngài, Chúa ạ. Vì Ngài là chủ của nó, Ngài đứng, ô Ngài là chủ, Ngài là tác giả của đời sống chúng con, tác giả của tâm linh, linh hồn, thân thể chúng con, tác giả của lĩnh vực trong đời sống chúng con, Chúa ạ. Ngài vào ra vào tự do thoải mái, Chúa ạ. Ô ra sa kara, Ngài chỉ cho chúng con đi theo và giải thích chúng con từng ly từng tí một, Chúa ạ. Ô da pa pa pa, chúng con cần làm gì, Chúa ạ. Ô ra sa kara, để chúng con đi trong sự khôn ngoan, bởi chúng con muốn giống Ngài, bởi người khôn ngoan làm việc gì cũng theo sự hiểu biết, Chúa ơi. Và Ngài là ngọn nguồn sự khôn ngoan, ngọn nguồn sự thông sáng. Hallelujah. Ô sự kính sợ của Chúa, ô đầy ngập trong lòng chúng con, Chúa ạ. Trong dòng dõi của dòng dõi chúng con nữa, Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Cảm tạ ơn Cha. Ô ra sa kara, ô ba ba sa en cho ba 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 sa a cha ka ô ro so ke nam ba ra si en cho di ka la ba ra ba bu ro ko ro si che la ba ra ba de en si ka ba ra bo ro ko ro si ka a saka a gur ko la papa. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa ngợi khen Cha. Hallelujah. Điền vinh hiền Jehovah vẫn tồn tại đời đời, Thiên Chúa vẫn vui luôn với công việc của Ngài. Tôi sẽ hát tôn vinh Chúa cả đời sau, tôi sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời cả đời sau tôi. Truyền vinh hiển Jehovah vẫn tồn tại đời đời, Thiên Chúa vẫn vui luôn với công việc của Ngài. Con sẽ hát tôn vinh Chúa cả đời sống, con sẽ hát tôn vinh Đức Chúa Trời cả đời sống con. Chạy rồi, con biết rằng ô Ngài rất yêu mến công việc của Ngài, cho ạ. Ngài yêu chúng con và Ngài vẫn tiếp tục làm việc kỳ lạ
mới lạ của Ngài trên chúng con, chưa ạ? Đức Giê-hô-va chúng con đã đứng, ô tuyệt vời, ô Ngài hay làm điều mới, Ngài luôn luôn làm điều mới lạ, chưa ạ? Ô tạ ơn Chúa vì qua tất cả lời cầu nguyện chúng con hàng ngày, chưa ạ? Ngài luôn làm điều mới, ô Ngài giải phóng chúng con, ô là Ngài hoàn thành chúng con, Ngài làm việc trọn vẹn chúng con, chưa ạ? Ô Ngài dập tay chúng con đánh giặc, chưa ạ? Ô ra sẵn ra để chúng con trưởng thành trong mọi sự, cha ơi, ô ra ra để chúng con trở thành những tướng lĩnh đầu, ô trong các đạo binh của Ngài, chưa ạ? Cho con cảm tạ ơn cha, cũng cảm tạ ơn Chúa vì ô lòng thành tín của Ngài, cảm tạ ơn cha tin cậy của Ngài chúng con, sự ô phó thác Ngài cho chúng con, chưa ạ? Vì sự tin tưởng Ngài với chúng con, Chúa ơi, ủy nhiệm của Ngài cho chúng con trong mọi sự, trong tạ ơn cha, ô ra ba ra ra sa với ân điển Chúa gì với chúng con, để chúng con không bao giờ phụ lòng của Ngài trong bất cứ sự nào, Chúa ạ. Chúa yêu Ngài, Chúa yêu Ngài, cha, Chúa yêu Ngài, alleluia, Chúa yêu Ngài, Chúa ơi, ô Chúa yêu Ngài, Chúa mong muốn để tất thảy ý nguyện của Ngài được lên, Chúa ơi, ô từng chi tiết nhỏ nhặt một đều được lên, Chúa ạ. Ô ra ra cao từng chi tiết nhỏ nhất, Chúa ạ. Ô ra ra được lên, được lên, được lên, cha ơi, ô giúp chúng con, Chúa ạ. Hãy giúp chúng con, Chúa nhá. Ô Chúa ơi, chúng con yếu đuối lắm, Chúa ạ. Ô Chúa bất lực trong mọi sự, chúng con không thể làm được gì cần trông cậy vào Ngài. Hãy giúp chúng con, hãy giúp chúng con, cha ơi, sa ca đa ba ra ra sa ca, Chúa yêu Ngài, Thánh Linh ơi, Chúa yêu Ngài, hãy giúp chúng con, Thánh Linh ơi, hãy giúp chúng con để đẹp lòng Ngài, hãy giúp chúng con đẹp lòng cha, Chúa ạ. Ô ra ba ra 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 ô ra ba ra 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 ra. Amen. Cảm ơn chị em. Alleluia. Alleluia. Lạy khen Chúa, lạy khen Chúa. Tạ ơn Chúa. Anh chị em, tạ ơn Chúa là anh chị em là tăng trưởng nhanh và đều mạnh đấy, bởi vì anh chị em là cứ là sao biết không anh chị em? Anh chị em cứ thành tín mà, cứ trung tín mà. Trung tín tham gia cầu nguyện đấy. Những buổi cầu nguyện này không phải là đơn giản đâu anh chị em ạ. Vì nó trong thần của Chúa mà, đây là mạnh nữa, nó làm xáo động mình, nó khuấy động mình nữa anh chị ạ. Với sự cầu nguyện của mình ấy, nó như là làm khuấy động Apetita đây chị ạ. Nên khi mình nó có cái bệnh gì đấy, tức là bệnh trong thuộc linh đấy, cái sự tối tăm nào đó ấy, thì mình bởi vì mình tham gia sự cầu nguyện, mình tham gia vào cái dòng chảy, vào cái sự khuấy động đấy, tức là mình đang nhảy xuống đấy, mình đang nhảy xuống Apetita đấy anh chị ạ. Thế chính mình là được chữa lành, chính mình được giải cứu ngay, chính mình được giải phóng ngay. Amen. Thế còn những cái anh chị em nào mà không tham gia cầu nguyện ấy, thì họ sẽ yếu hơn, thì họ sẽ chậm hơn. Hoặc là cầu nguyện mà không tập trung, cầu nguyện mà không nghiêm túc ấy, thì họ sẽ yếu hơn tập trung, bởi vì họ không chịu nhảy xuống cái Avetida đấy. Thì chỉ lâu thôi, phải lâu đợi lúc nào đấy mà Chúa Giêsu đến thăm viếng họ cái riêng tư. Như Chúa đã phán với người 38 năm bị liệt đấy, bại liệt đấy. Đấy, họ không tự xuống được thì họ phải ngồi đấy cả 38 năm mới ngồi đấy đợi lâu nhanh đấy thôi, hoặc là thay đổi nhanh, hoặc là hàng chục năm cứ ngồi đấy mà đợi, không ai cũng đợi đấy, cứ chạy xuống rồi amen, nên phải chạy xuống mà xuống. Không những nhảy xuống mà còn kêu gào người khác, nhờ người khác kéo họ xuống, anh chị thấy không? Vâng. Bê tôi vào, bê tôi, bê hồi tôi vào, xin bê tôi cũng xuống ấy. Chứ không phải là đừng cứ ngồi đây, lúc nào mình đến đơn mình thì đến sao sao cao với sao ba đối ý nghĩa rất hay nha anh chị em ạ. Từng cái chi tiết nhỏ đấy, suy gẫm lên mới thấy là tuyệt vời thế nào. Tạ ơn Chúa hội thánh trời thương với chúng ta của Chúa Sakarababrisuchudu. Như đây anh chị em để ý không, anh chị em có để ý là những người mà tham gia cầu nguyện họ tăng trưởng nhanh không anh chị em trong nhóm đấy? Thế còn những người mà từng đã tưởng đi trước rồi đấy, tưởng là mạnh hơn đấy, tưởng là thông minh hơn đấy, thế mà không tham gia cầu nguyện là sẽ bị chậm lại ngay. Amen. Để Chúa có đạo thành tín mà, kẻ đầu xuống rốt, kẻ rốt lên đầu mà. Để trong Chúa là không có chuyện mà những kẻ nó còn là lâu sống lâu lên lão làng đâu. Để mình biết điều đấy chứ. Để mình đừng có nghĩ rằng là tôi đến hội thánh lâu rồi, tôi ở với ông này ông kia lâu rồi, tôi đã làm trợ lý của ông ta lâu rồi, tôi giúp ông lâu rồi, vậy tôi biết hết, đã xong thầy đơn vị. Những người mình nghĩ như thế đấy, cực kỳ kiêu ngạo, đấy là sự kiêu ngạo, em ạ. Đấy là cái thái độ như của người anh cả đấy, anh cả đấy, cứ ngồi cứ làm việc ở trong nhà cha đấy, nhưng không biết lòng cha cả, nghĩ là một việc thôi.
biết động cơ lòng của mình thế nào cả, không biết tấm lòng của cha ra sao cả. Nghĩ là sống lâu lên lão làng. Đến lúc mà ghen tị với em của mình, xong thậm chí là không dám xin con dê, con chiên để ăn đúng không? Đã không dám lấy cơ nghiệp của mình ấy, không dám dùng cơ nghiệp của mình cả. Để họ không biết lòng của cha mà. Người ta họ cứ vẫn cứ làm việc, cứ cùng quật làm việc mà cứ khổ thôi. Ăn bánh sự lao khổ thôi. Dạ ơn Chúa. Giờ mấy cái dụ ngôn của Chúa hay nhắc hai anh em ha. Chắc là Chúa dạ. Cũng có nói về dân của Chúa với lại hội thánh. Dân ngoại. Vâng, dân ngoại. Vâng. Thông thường là anh cả là Israel, còn em là dân ngoại. Thế còn khi mà đối chúng ta đấy thì chúng ta là anh cả, thế còn dân ngoại kia là dân người chưa tin Chúa đấy, chưa tin Chúa. Em út. Vâng. Cảm ơn Chúa. Vậy ngày mai nhé, ngày mai mình học tiếp ạ. Học tiếp, và bây giờ anh chị em đi ngủ. Dạ. Cảm ơn Phước, cho chị em quý. Cảm ơn chị Hương, như là anh chị. Biết là hồi nào kiểm tra giữa kỳ một tư, con thấy học cũng hơi bị nhiều á. Học nhiều á, đâu, phải học thêm tuần nữa mới được kiểm tra giữa kỳ mà. Hai tuần một mà. Không ngại chứ không quay. Học nhanh nữa, học quay.